Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo quyết liệt triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn công tác 575 tỉnh ủy làm việc tại huyện Hoàng Su Phi. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện Đồng Văn. Công an huyện Vị Xuyên nỗ lực cấp căn cước công dân và đăng ký mã định danh điện tử cho nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò rất lớn, thực hiện các mục tiêu phát triển trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế triển khai 3 chương trình này tại các địa phương chưa đạt kết quả như kỳ vọng, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây cũng chính là một trong những nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo trong phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4. Cụ thể hóa 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh Hà Giang giao cho các địa phương là trên 1.386 tỷ đồng. Các huyện đã phân bổ hơn 1.099 tỷ đồng để thực hiện 635 công trình dự án. Kế hoạch vốn sự nghiệp giao là trên 1.617 tỷ đồng. Các huyện, thành phố đã phân bổ là 1.040 tỷ đồng. Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ và giải ngân đối với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến ngày 13 tháng 4, vốn đầu tư phát triển đã giải ngân được trên 225 tỷ đồng, đạt 9,3% kế hoạch. Vốn sự nghiệp đã giải ngân được 45 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch. Triển khai các huyện, thành phố đăng ký tiếp nhận xi măng làm đường giao thông nông thôn với khối lượng đã bàn giao lũy kế đến ngày 18 tháng 4 là trên 1.000 tấn. Như vậy, tiến độ triển khai và những kết quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương thời gian qua chưa đạt như kỳ vọng, còn nhiều vướng mắc. Do đó, tại phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương cần quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình mục tiêu, nếu cái gì nó đã rõ rồi thì chúng ta làm. Đừng trông chờ, đừng chờ đợi gì nữa thì mới được. Chứ không cũng rất là khó khăn. Nâng cao trách nhiệm của giám đốc các sở ngành được phân công phụ trách các huyện về chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện kiểm tra giám sát đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, ra soát tỷ lệ giải ngân từng dự án, đặc biệt là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án. Để mong là các đồng chí, các cấp các ngành, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng mà vì đồng bào, vì nhân dân, hãy quyết tâm quyết liệt để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị các ngành địa phương khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhóm giải pháp nâng cao kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới. Ngày 5 tháng 5, đoàn công tác 575 tỉnh ủy do đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với xã Nậm Khòa, Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi nhằm nắm bắt, khảo sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, hai xã Nậm Khòa và Thông Nguyên của huyện Hoàng Su Phi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển. Hai xã đã chỉ đạo và chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ xuân như ngô, đậu tương, lạc. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia được hai xã thực hiện tích cực. Chương trình cải tạo vườn tạp, các vấn đề về văn hóa xã hội, y tế, an sinh xã hội, xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu được quan tâm chú trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được triển khai đồng bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được nâng lên. Phát biểu tại các buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón đề nghị thời gian tới, hai xã Nậm Khòa và Thông Nguyên cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trong đó tập trung vào 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phải báo cáo cơ quan chuyên môn của huyện để kịp thời tháo gỡ.
chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh bằng cách làm chủ động, linh hoạt, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, phân tích rõ nguyên nhân, những khó khăn, hạn chế để triển khai các giải pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, quan tâm công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc. Ngày 5 tháng 5, Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã tổ chức họp chuẩn bị cho lễ tổng kết và cho giải thưởng. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chủ trì cuộc họp. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Sau 3 tuần thi, đã có trên 230.000 người tham gia thi với trên 800.000 lượt thi. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thi. Dự kiến tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 vào ngày 11 tháng 5. Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đánh giá cao công tác tổ chức cuộc thi, tổ soạn thảo câu hỏi, đáp án, tổ thư ký giúp việc cuộc thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, khách quan, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà khẳng định cuộc thi đã thực sự trở thành được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và tạo được hiệu quả, sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Để đảm bảo cho lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi diễn ra thành công, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị các thành viên ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 5, cô giáo Mai Thị Yến công tác tại trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Đồng nghiệp và nhân dân đã phát hiện và đưa vợ chồng cô giáo Yến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, đến 20 giờ cùng ngày, cô Yến đã qua đời. Chồng cô Yến bị thương nặng, phải cắt một bên thận, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Rất may cháu nhỏ không bị thương nặng. Ngay sau vụ tai nạn, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô giáo Mai Thị Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cũng thông tin đến các đơn vị chức năng sẽ khẩn trương hoàn thiện các chế độ chính sách đầy đủ với cô giáo Yến và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được tin buồn về cô giáo Mai Thị Yến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi. Trong thư, Bộ trưởng viết, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xin được bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô. Mong gia đình và các đồng nghiệp của cô sớm vượt qua nỗi đau này, sớm ổn định cuộc sống và công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn đang dang dở của cô. Xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô giáo sớm ổn định cuộc sống, động viên, hỗ trợ các đồng nghiệp của cô giáo tại trường mầm non Đường Thượng yên tâm công tác, đặc biệt lưu ý tăng cường quan tâm, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt cho các thầy giáo, cô giáo công tác ở địa bàn khó khăn. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ sự cảm động và ghi nhận trước những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ các thầy, cô giáo đang cắm bản, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đã không quản nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn, trăm bề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong các cấp các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, đến lớp của các thầy, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả. Một lần nữa, xin được gửi tới gia đình cô giáo lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn chân thành, sâu sắc. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch phân luồng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ thực hiện thi tuyển vào lớp 10. Đây không chỉ là giải pháp căn cơ để ngành giáo dục và đào tạo Hà Giang từng bước nâng cao chất lượng, tạo sự công bằng. Đồng thời, điều này cũng đặt ra cho các trường trung học cơ sở cần không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Nhờ làm tốt công tác thông tin, chuẩn bị mọi điều kiện, đến nay, nội dung này đã nhận được sự đồng thuận,
ủng hộ rất lớn của các thầy cô giáo, học sinh và đa số các phụ huynh. Tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số học sinh đang học lớp 9 năm học 2022-2023 của toàn tỉnh là 14.587 em. Dự báo số học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2023 đạt 98% với khoảng 14.300 học sinh. Tỷ lệ tuyển sinh vào học lớp 10 chương trình trung học phổ thông giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024 là 9.000, chiếm 63% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Số học sinh tham gia lao động sản xuất hoặc theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 5.300 học sinh. Cái việc tổ chức thi tuyển nó là một cái điểm mới mà những năm trước chúng ta chưa làm. Thì việc đầu tiên chúng tôi xác định là phải tuyên truyền để cho học sinh, phụ huynh học sinh, cũng như là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành nắm được rõ cái sự điều chỉnh này trong cái điều chỉnh về phương thức tuyển sinh. Sau đó thì cũng tạo ra cái sự đồng thuận ở trong xã hội đối với cái thay đổi của ngành trong cái công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Cũng theo kế hoạch, thí sinh thi tuyển vào lớp 10 sẽ phải làm 2 bài thi toán và ngữ văn, hình thức tự luận với thời gian 120 phút một bài thi. Qua nắm bắt cho thấy, kế hoạch trên cơ bản nhận được sự ủng hộ và đồng tình cao của các em học sinh và thầy cô giáo. Đây là việc làm mang lại lợi ích kép, vừa định hướng phân luồng học sinh, tránh lãng phí thời gian và kinh phí, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của đợt khô hạn kéo dài, nhiều diện tích hoa màu tại huyện Đồng Văn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hồ treo chứa nước cũng luôn trong tình trạng khô cạn, chưa đáy. Mặc dù chính quyền và người dân đã triển khai các giải pháp khắc phục, song đến nay nhiều diện tích cây trồng vẫn đứng trước nguy cơ mất trắng. Xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn là địa bàn trọng điểm trong việc trồng rau chuyên canh. Vụ xuân hè toàn xã trồng trên 400 ha ngô, hiện nay đang bước vào giai đoạn chăm sóc. Song do khô hạn, nhiều diện tích đã bị vàng héo, sinh trưởng kém, thậm chí nhiều cây trồng đã chết. Để khắc phục tình trạng này, một số hộ dân đã sử dụng nước phân chuồng để tưới nhằm hạn chế thiệt hại do khô hạn gây ra. Thôn mình đa số là cái ngô nên đa số là hiếu là chết nhiều. 80% như thế thì còn sống, còn lại hơn 10% thì đã chết hết rồi. Diện tích nó bị ảnh hưởng khoảng tầm chỗ trên 10%, dưới 20% gì đó. Đấy thì rất là khó khăn. Hiện nay một số bà con, đặc biệt nhất là các cái điểm ở các cái diện tích mà trồng ở đồi núi cao thì rất là khô hạn. Đấy. Thì các hộ gia đình hiện nay xung quanh diện tích quanh nhà để tận dụng các cái nước phân chuồng để tưới vào buổi chiều. Đấy, giống diện tích nhỏ xung quanh nhà. Còn tại xã Thải Phiền Tùng, tình trạng khô hạn cũng tương tự. Hồ treo cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho toàn xã và các xã lân cận đến nay cũng đã cạn kiệt, chờ đáy. Ngoài ra, gần 10 ha diện tích hoa màu trên địa bàn xã cũng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Có khoảng 1 ha hoa màu đã bị vàng lá, héo và có nguy cơ mất trắng. Vừa rồi thống kê thì trên 10 ha thì cây nó chậm lớn, nước thì khan hiếm, hồ treo không có và con nhân dân còn phải bỏ tiền ra để mua nước để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của nhân dân, nên là cũng thêm một phần là thiệt hại về cái kinh tế cho gia đình của nhân dân. Theo thống kê, đợt khô hạn kéo dài từ đầu năm đến nay đã khiến 15 ha cây trồng của người dân trên địa bàn huyện Đồng Văn bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích hoa màu có nguy cơ mất trắng, không chỉ gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, khô hạn cũng đang đe dọa đời sống người dân bởi tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Phương án tạm thời được các địa phương đưa ra là sử dụng các nguồn chi khác để mua nước sinh hoạt phục vụ hàng ngày. Còn người dân cũng tranh thủ những khe chứa nước có trong tự nhiên còn sót lại để lấy làm nước sinh hoạt. Do thời tiết khô hạn nên đã không thể chăm sóc được cây trồng, do đó cây trồng sinh trưởng và phát triển nó chậm và kém. Ngành chuyên môn thì khuyến cáo cho nhân dân là trong thời gian nắng nóng kéo dài thì đối với lại cây trồng chính như cây ngô thì chưa khuyến cáo nhân dân là chưa chăm sóc, vì nếu như chăm sóc trong thời gian này sẽ gây cho cây sẽ bị khô và đất khô và gây cho cây bị héo. Tình trạng khô hạn kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như sản xuất của người dân vùng cao khi phần lớn thu nhập phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh các giải pháp tạm thời thì hiện nay người dân tại các địa phương của huyện Đồng Văn chỉ mong trời mưa để giải cơn khát về nước sinh hoạt và sản xuất. Ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Global Thái Long tổ chức hội nghị tư vấn và giới thiệu một số máy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.
Bắc Quang là huyện vùng thấp của tỉnh, là địa phương sớm áp dụng cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 55%. Tuy nhiên, tỷ lệ cơ giới hóa trong một số khâu còn ở mức thấp, không đồng đều, chủ yếu chỉ áp dụng vào khâu làm đất, thu hoạch. Các đại biểu về dự đã được tham quan trình diễn máy phun thuốc bảo vệ thực vật tự động không người lái. Với xu thế công nghệ hóa trong nông nghiệp, việc sử dụng các thiết bị bay không người lái trong canh tác nông nghiệp đã được phát triển nhanh chóng và đem lại nhiều kết quả hữu ích. Thiết bị này có thể thay thế chính xác các loại công cụ phun giải khác trong phun thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và phân bón, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất. Xác định việc tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng công vụ, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, hiệu quả nguồn vốn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên Sở Xây dựng Hà Giang đã tập trung vào tham mưu cho tỉnh, ban hành 5 nghị quyết, 26 quyết định, 7 kế hoạch, 1 đề án về quy hoạch xây dựng và kiến trúc, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Sở ban hành 10 kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời chủ trì đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện 2 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực xây dựng là tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Công trình dân dụng và công nghiệp thì cũng đã được trung tâm là phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Sở Xây dựng đi kiểm tra. Ví dụ quan tâm nhất đến các cái vật tư, vật liệu để đưa vào sử dụng cho công trình thì từ đó là cũng nâng lên được các cái công trình ngày một tốt hơn. Là một trong những nhà đầu tư lên với Hà Giang triển khai các dự án nhà ở liền kề và khu thương mại tổng hợp, công ty cổ phần đầu tư CIC đánh giá rất cao sự tạo điều kiện, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và trực tiếp ngành xây dựng. Thông qua sự hướng dẫn hỗ trợ sát sao kịp thời của Sở Xây dựng, không chỉ giúp cho đơn vị triển khai dự án đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời là tiền đề để dự án về đích trước kế hoạch. Trong quá trình thực hiện dự án ở tỉnh Hà Giang, thì nhà đầu tư là nhận được sự quan tâm của các sở ban ngành về các cái thủ tục hành chính, rồi các cái hướng dẫn tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đã định kỳ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố, ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, đồng thời không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng công vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của ngành. Những công trình tiêu biểu mà chúng tôi đã làm và cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với Sở Xây dựng. Ví dụ như bảo tàng tỉnh, ví dụ như khu liên hợp thể thao tỉnh, ví dụ như là trung tâm hạ tầng kỹ thuật khu vực Lũng Cú, rồi nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và các cái kiên cố hóa trường lớp học và tái định cư của khu vực Bắc Mê. Với những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên và sự phối hợp của các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng ngày càng đi vào nền nếp. Hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, nhiều công trình mang tầm vóc, kỹ thuật, mỹ thuật hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa được xây dựng, tạo cho diện mạo đô thị Hà Giang sáng, xanh, sạch, đẹp. Với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi và cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 50% số công dân trên địa bàn, Công an huyện Vị Xuyên đang huy động lực lượng, thành lập các tổ công tác, phối hợp với các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử và tạo tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Những ngày này, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và một số thôn bản, tổ dân phố các xã, thị trấn huyện Vị Xuyên, nhân dân đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau một ngày lao động, học tập, đến đây nghe các tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn làm căn cước công dân và tạo tài khoản định danh điện tử. Những lợi ích của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Công dân có thể thay thế các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Thứ nhất là bây giờ đi đâu thì coi như mình không phải mang cái giấy tờ khác.
tức là mình là coi như an tâm, và những cái hầu như là tức là các thứ để giống là mình tức là để mình làm, mình đi làm việc vừa nhanh chóng, vừa tức là mình tức là có cái để mình dựa vào mình làm để cho nó hoàn thành. Cấp độ 1 thì cũng làm lâu rồi, nhưng mà sau một thời gian là được tập huấn và tuyên truyền là bản thân tôi là tôi cũng thấy là rất là tiện ích, và đi tham gia giao thông này, ví dụ như là đi bệnh viện thì là cứ cần chỉ cần đọc tên tuổi ngày sinh tháng đẻ nguyên quán là trên máy ở đâu người ta cũng kết nối được hết. Đấy là tôi thấy rất là tiện ích. Vị Xuyên là huyện có nhiều thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, một số điểm còn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại. Đó cũng là trở ngại lớn đối với công an huyện Vị Xuyên trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và tạo tài khoản định danh điện tử cho người dân. Nhưng với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi và cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 50% số công dân trên địa bàn. Hiện nay, các tổ công tác của công an huyện đã và đang chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, tổ chức đi các thôn bản, tổ dân phố, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ những người già, hộ dân ở vùng sâu, vùng xa làm căn cước công dân và tạo tài khoản định danh điện tử tại chỗ. Chúng tôi sẽ chia ra thành các tổ. Đối với lại các tổ căn cước thì chúng tôi sẽ đi lưu động trên 24 xã, thị trấn. Những cái trường hợp khó khăn thì chúng tôi sẽ đến tận nhà và để cấp căn cước cho công dân. Còn đối với việc tích hợp định danh điện tử thì chúng tôi sẽ đến tận các thôn bản tuyên truyền vận động và bà con để là tích hợp định danh điện tử. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Vị Xuyên đã có 99% công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và có trên 17.000 người được tạo tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy sử dụng các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước công dân mới mang lại. Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ từng bước lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, hàng năm Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về luật dân quân tự vệ, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Với phương châm vững mạnh, rộng khắp, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tích cực tham mưu cho huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương làm tốt việc đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ, phối hợp tham mưu kiện toàn, sắp xếp đủ biên chế Ban Chỉ huy quân sự cho 18 trên 18 xã, thị trấn, 100% chỉ huy trưởng được đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở tại các trường trong quân đội. Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,7% so với dân số. Trên quan điểm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc thì chỉ đạo các xã huấn luyện các cái nội dung đảm bảo đáp ứng với yêu cầu của trên đề ra và đúng theo các cái nội dung mà do cục dân quân đưa xuống và huấn luyện đến đâu chắc đến đó. Trong công tác huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, chú trọng hướng dẫn thuần thục động tác, làm tốt công tác dân vận trong quá trình huấn luyện. Trên địa bàn huyện, dân quân tự vệ còn là lực lượng gương mẫu, tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, cùng với địa phương thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Sau quá trình huấn luyện, lực lượng dân quân đã được nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện đảm bảo đúng đủ nội dung, quy trình. Qua đó góp phần thực hiện cơ quan đơn vị luôn đảm bảo vững mạnh. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên. Thời gian tới, cơ quan quân sự các cấp của huyện Mèo Vạc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác dân quân tự vệ, tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ,
tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.